Why let me bạn đơn. Thì cái này là trong bóc của nó thì nó sẽ là có một TX 1RX dây C to lightning C2C, hai cái lọc gió, một cái túi đựng với lại dây cho máy ảnh, dây TRS này là cho điện thoại. Có miếng dán luôn. Đó, vô vô vô. Tách thử luôn anh. Quá sáng tạo. Bây giờ phải cải cái app gì của nó. Bây giờ ủa anh cắm vô là nó hiện lên luôn vậy luôn rồi. Không, cắm vô cái nó thông báo. À xong bấm vô thì nó Pro Central. Cái app này là app để setup mic và hoặc là update firmware. Dạ cái này đang update này. Để chờ ông xong rồi đợi qua nha. TX Li Connect TX. Li Connect TX. Ok. Rồi. Xong rồi. Cứ gọi em tí là mình lắp xem sao. Cứ quay lắp xem sao. Bật ghi âm như bình thường thôi. Hello. Cái này là chỉnh level. Đây là để em quay cho anh đi xa mình ấy nói cho hiệu quả nha. Quá xa rồi, tiếng ngoài kìa. Kịch nó. Dạ. Ok. Ngắt quay nghe là được. Rút ra mới nghe được nha. À, rút ra mới nghe được. Dạ. Thank you.
Có nghĩa là phải để gần thôi, để xa quá nó không được. Ok. Dạ. Rồi xong. Rồi tại tế này, đi chàng cái con râu kia. Rồi. À, nhiều khi mình gắn cái này vô nè nó là cạn khói với cạn gió. Đúng rồi. Không, cái đó là do cái level hồi nãy mình chỉnh á, lúc là anh chỉnh ra là mic á, nếu mà anh để nó bự hơn là phải chỉnh qua khác. Đâu để cho em cái này rồi. Rồi cái này thì mình sẽ chỉnh hoàn toàn 100% là trên app hết, ở trên này không có nút nha, nó chỉ có cái nút nguồn này thôi, cho nên là nó không có cộng trừ hay là những cái nút như cái mic truyền thống kia, tất cả là mình vô app mình chỉnh hết. Ví dụ mình muốn can thiệp mình chỉnh mic level lên 2 chẳng hạn đi, thì mình có thể mình chỉnh ở trên cái app Rode Central. Ok. Thì con mic wireless Mi này thì sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và có giá tốt cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Rồi alo 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 1 2 3 4 alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quá xa. Rồi tiếng này 6 3 9 1 0 dạ.